Chào mừng quý thầy cô giáo đã trở lại kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSV. Lời đầu tiên, tôi kính chúc quý thầy cô luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong giảng dạy. Đây là kênh dạy học miễn phí luôn hướng đến các giá trị của phương pháp giáo viên này nhằm hỗ trợ cho giáo viên sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin. Lời giới thiệu, giúp giáo viên sử dụng giáo án điện tử được soạn đầy đủ về nội dung và thư viện video về các thí nghiệm ảo hoặc hình ảnh thực tế tương ứng để giảng bài một cách hiệu quả nhất, gây hứng thú học tập cho học sinh. Được thiết kế chi tiết trong từng công đoạn để hoàn thành một bài giảng sinh động. Trước khi lên lớp, quý thầy cô xem bài giảng tương ứng để tham khảo ý tưởng và lựa chọn phần mình cần trên video, từ đó hoàn thiện bài dạy cho riêng mình. Kết nối wifi trực tiếp đến máy tính, sau đó mở phần mình cần dạy. Dùng thủ thuật dừng hình hoặc tua lại hình để giảng bài theo ý của mình. Tôi cảm ơn quý thầy cô cùng chia sẻ với đồng nghiệp và học sinh. Hôm nay quý thầy cô sẽ dạy bài số 13, môi trường tuyển âm. Nội dung gồm có nội dung của bài dạy và thí nghiệm về các nội dung đó để giúp học sinh hiểu trong các môi trường tuyển âm thì sẽ xảy ra như thế nào. Bây giờ trở đi, video mặc định im lặng để quý thầy cô giảng bài. Chúc quý thầy cô giảng dạy thành công mỹ mãn.